Hello everyone, welcome back to the English class. Today we'll study about inversion. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với lớp học tiếng Anh. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu kiến thức đảo ngữ nha. For today's lessons, we're gonna have four main parts. Number one, definition. Number two, rules of inversion. Number three, types of inversions. And the last one, number four, practice. Về nội dung, chúng ta sẽ có 4 nội dung chính như sau. Thứ nhất là định nghĩa về đảo ngữ. Thứ hai là nguyên tắc thành lập đảo ngữ. Và thứ ba là các dạng đảo ngữ. Và cuối cùng là thực hành. Thế đảo ngữ thì được định nghĩa như thế nào? Inversion happens when you reverse the normal word order of a structure. Most commonly the subject verb word order. Đảo ngữ là một hiện tượng đảo ngữ cái vị trí theo trật tự thông thường, được chưa? Và thường là chúng ta đảo ngữ vị trí của động từ hoặc trợ động từ lên trước chủ ngữ nhằm mục đích là đặt câu hỏi hoặc là nhấn mạnh. Tuy nhiên, trong bài này, chúng ta tập trung vào phần đảo ngữ để nhấn mạnh nhé. Ví dụ, if my parents had encouraged me, I would have passed exam. Đây là câu điều kiện loại số mấy các bạn? Đúng rồi, loại số 3. Và người ta đảo ngữ lên had my parents encouraged me, I would have passed exam. Đây là đảo ngữ của câu điều kiện loại số 3. Và mục đích của đảo ngữ là để nhấn mạnh nếu mà ba mẹ đã động viên khuyến khích tôi thì tôi đã đậu kỳ thi. Ok? Kiến thức đảo ngữ câu điều kiện này chúng ta đã học trong chuyên đề câu điều kiện rồi, các bạn còn nhớ không? To number two, how to form an inversion. Let's move to number two, how to form an inversion. Để thành lập đảo ngữ thì chúng ta sẽ làm theo một số cái nguyên tắc sau. Thứ nhất là đối với thì present simple hiện tại đơn. Hiện tại đơn của động từ thường thì chúng ta sẽ đưa trợ động từ do, does lên trước chủ ngữ và trả động từ về nguyên mẫu. Được chưa? Đó là phần đảo ngữ. Nếu là động từ thường ở thì quá khứ đơn, past simple, ta sẽ mượn trợ động từ did để đưa lên trước chủ ngữ, ha, và động từ hiển nhiên cũng trả về verb không. Tiếp theo đó là present continuous. Thì hiện tại tiếp diễn thì chúng ta sẽ đưa động từ to be lên trước chủ ngữ để đảo ngữ ha các bạn ha. Tương tự đối với past continuous tense, đó là thì quá khứ tiếp diễn, chúng ta sẽ đưa động từ to be, đó là was were, lên trước chủ ngữ ha. Tiếp theo đó là đối với các thì hoàn thành, for example present perfect, đó là thì hiện tại hoàn thành, thì chúng ta cũng có sẵn trợ động từ have, has, chúng ta sẽ đưa lên trước chủ ngữ. Và tương tự như vậy đối với past perfect tense, đó là thì quá khứ hoàn thành, ta cũng đưa trợ động từ had lên trước chủ ngữ ha. Đối với future simple, đó là tương lai đơn, chúng ta sẽ đưa will lên trước. Và modal verb thì chúng ta sẽ đưa cái phần modal lên, đó là could, can, should hoặc là may, might lên trước chủ ngữ ha. Ok, cứ nắm cái quy tắc này và chúng ta sẽ làm được tất cả các dạng đảo ngữ nha các bạn. Ok, let's move to the first part, negative adverbs. Đó là đảo ngữ với các trạng từ phủ định. Công thức như sau, khi bạn đảo ngữ các trạng từ phủ định như never, rarely, seldom, little, hardly ever, thì chúng ta sẽ cộng với trợ động từ, sau đó đến chủ ngữ và đến phần động từ. Ở đây never là không bao giờ, rarely thì sẽ bằng với seldom và bằng với little, mang nghĩa là hiếm khi hoặc là hầu như không. Tương tự như vậy, hardly, or hardly ever, cũng mang nghĩa là hầu như không bao giờ. Ok. Ví dụ, I will never speak to him again. Tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với anh ta nữa. Vậy ta sẽ đảo ngữ cái phần never, cái trạng từ phủ định lên trước. Được chưa? Sau đó đến trợ động từ. Thì ở đây trợ động từ của chúng ta là will. Ok. Ta đưa will lên trước chủ ngữ I. Ok. Vậy cô viết lại dạng đảo ngữ câu này như sau. Never will I speak to him again. Ok, mình đưa lên là mình nhấn mạnh never, tức là không bao giờ nói chuyện với anh ta nữa đâu. Được chưa? Another example. He has rarely got marked 10 in maths. Anh ta
hiếm khi đạt điểm 10 cho môn toán. Ok, vậy ta có rarely, đó là trạng từ phủ định. Bây giờ ta muốn nhấn mạnh, ta đưa lên trước, được không? Thế là ta cũng sẽ đảo ngữ. Và động từ của chúng ta bây giờ đang chia hiện tại hoàn thành. He has got, đúng không? Vậy ta sẽ đảo ngữ cái trợ động từ has lên trước chủ ngữ. Vậy ta sẽ có cái phần đảo ngữ cho câu này như sau. Rarely has he got mark 10 in maths. Ok, được hả các bạn ha? Ta cùng đến với phần đảo ngữ tiếp theo, đó là đảo ngữ với no sooner than. No sooner than mang nghĩa là vừa mới thì. Thì cấu trúc như sau, ta dùng no sooner đưa lên trước đầu câu, ta đến had và đến chủ ngữ và verb by ed, tức là thì, quá khứ, hoàn thành. Sau đó đến done và mệnh đề, thì mệnh đề sau đó sẽ chia thì quá khứ done, tức là động từ chia cột số 2 hoặc ed các bạn ha. Chúng ta có ví dụ như sau. I had no sooner arrived home than the phone rang. Tôi vừa mới về đến nhà thì điện thoại reo. Được chưa? Vậy bây giờ ta sẽ đảo ngữ no sooner lên trước, đúng không? Và chủ ngữ I, động từ had sẽ đảo vị trí cho nhau, đưa trợ động từ had lên trước. Vậy ta có câu đảo ngữ như sau. No sooner had I arrived home, the phone rang. Ok? Đảo ngữ tiếp theo đó là hardly, barely, scarcely and when. Vậy thì đây cũng mang nghĩa là vừa mới thì ha. Và khi các bạn đưa những cái trạng từ hardly, barely, scarcely lên thì chúng ta cũng sẽ đảo vị trí của trợ động từ had lên trước, được chưa? Và từ nối giữa hai mệnh đề ở đây chúng ta sẽ dùng when hoặc là before. Và theo sau đó vẫn là mệnh đề chia thị quá khứ đơn cột 2 ed. Ok? Ví dụ I had hardly arrived home when the phone rang. Vậy ta cũng đảo ngữ hardly lên. Hardly had I arrived home, the phone rang. Tiếp theo đó là phần đảo ngữ của only. Ok, ta có cụm đầu tiên đó là only after, chỉ sau khi. Được chưa? Và sau only after ta sẽ có những cái danh từ hoặc là cụm động từ verb in hoặc là mệnh đề. Thì chúng ta sẽ đảo ngữ, tức là đưa trợ động từ lên trước chủ ngữ ha. Ví dụ như sau, I only realized who he was after he called my name. Ha, tôi chỉ nhận ra anh ta là ai sau khi anh ta gọi tên tôi. Vậy chúng ta sẽ đưa only after lên trước, tức là chỉ sau khi ha. Chỉ sau khi anh ta gọi tên tôi. Vậy only after he called my name, được chưa? Vậy mệnh đề này là cái mệnh đề tên là viết lại. Được chưa? Rồi đến mới đảo ngữ cái động từ realize. Động từ realize đang chia quá khứ, cho nên ta sẽ đưa trợ động từ did lên trước. Cho nên ta sẽ có did I realize who he was. Ok? Chỉ sau khi anh ta gọi tên tôi mới nhận ra anh ta là ai. Ok? Trường hợp tiếp theo đó là đảo ngữ của only by hoặc là only with, tức là chỉ bằng cách hoặc là chỉ với. Thì tương tự với only after, nó chỉ khác nghĩa thôi. Tức là đằng sau only by hoặc là only with thì ta cũng cộng với danh từ và cụm động từ verb in. Và sau đó là đảo ngữ. Ok? Ví dụ, we can pass the exam only by working harder. Chúng ta có thể đậu kỳ thi chỉ bằng việc học hành chăm chỉ hơn. Vậy cô đảo ngữ như sau. Ta đưa only by và cụm động từ verb in lên trước, đúng không? Sau đó mới đảo ngữ. Đảo ngữ cái phần we can pass thành ra can we pass. Ok? Vậy ta có câu đảo ngữ nguyên như sau. Only by working hard can we pass the exam. Chỉ bằng cách học hành chăm chỉ thì chúng ta mới có thể đậu kỳ thi. Ok ha? Đảo ngữ tiếp theo của only đó là only when hoặc là only if, mang nghĩa là chỉ đến khi hoặc là chỉ nếu. Vậy sau only when hoặc là only if ta sẽ cộng với mệnh đề và sau đó ta sẽ đảo ngữ ở cái phần mệnh đề chính. Ví dụ, she will love him only when she understands him. Cô ta sẽ yêu anh ta chỉ khi cô ta hiểu anh ấy. Được chưa? Vậy cô sẽ đưa only when lên trước. Hả? Only when cộng với cái cụm she understand him lên. Và cái phần đảo ngữ ta sẽ đảo mệnh đề chính, đó là
She will love, đổi thành will she love, okay? Only when she understands him will she love him. Được chưa? Tiếp theo, ta còn có thể đổi only when thành not until, cho nên là mang nghĩa là cho đến khi. Vậy not until she understands him will she love him. Okay. Trường hợp tiếp theo là ta đảo ngữ những cụm như sau: only in this way or only in that way, chỉ bằng cách này hoặc là cách đó. Cái thứ hai, only then, chỉ đến lúc đó. Only later, chỉ sau này. Only once, chỉ một lần. Sau đó cộng trợ động từ và chủ ngữ động từ, tức là ta sẽ đảo ngữ. Ví dụ, we will be successful only in this way. Chúng ta sẽ thành công chỉ với cách này, được chưa? Vậy bây giờ ta đưa cái cụm only in this way lên trước, đúng không? Và đến phần đảo ngữ. Only in this way will we be successful. Ok các bạn ha. Chúng ta sẽ đến với phần đảo ngữ của các từ no. Ok. Thứ nhất đó là at no time bằng với never, mà nghĩa là chưa bao giờ. Ok. Ví dụ, he never knew she came from a rich family. Vậy khi ta viết lại câu này sử dụng at no time, tức là chưa bao giờ. Ok, ta sẽ đảo ngữ cái động từ knew. Vậy knew ở đây là quá khứ, đúng không? Ta sẽ đưa trợ động từ did lên trước, rồi đến he và đến động từ nguyên mẫu là know. Vậy ta có câu đảo ngữ lại như sau: at no time did he know she came from a rich family. Ok, chưa bao giờ anh ta biết được cô ta xuất thân từ một gia đình giàu có. Ok. Trường hợp tiếp theo là đảo ngữ với in no way, không còn cách nào. Keith certainly can't be held responsible for the accident. Được chưa? Ta sẽ câu này nó có mang nghĩa là không còn cách nào khác. Được chưa? Ta dùng in no way và đảo ngữ. Đảo ngữ cái phần Kate can thành can Kate. Và bạn nhớ là in no way nó đã phủ định rồi, thì trong ngữ can't ta bỏ not đi. Ok? Vậy câu hoàn chỉnh của chúng ta là in no way can't Keith be held responsible for the accident. Ok? Không có lý do nào hoặc là không còn cách nào mà Keith có thể chịu trách nhiệm cho vụ tai nạn. Ok? Trường hợp tiếp theo, on no condition. On no condition tức là tuyệt đối không. Cô có ví dụ, we shall on no condition accept their proposal. Tức là chúng tôi tuyệt đối không đồng ý với cái lời đề xuất của họ. Được chưa? Vậy ta đảo ngữ đưa lên on no condition thì sẽ đảo ngữ cái phần we shall thành shall we. Ok? On no condition shall we accept their proposal. Ok? Trường hợp cuối cùng đó là in no circumstances. In no circumstances hay là under no circumstances mang nghĩa là trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không. Ok? Vì ta đã có no tức là phủ định. Ví dụ, passengers aren't permitted to leave in any circumstances. Hành khách không được phép rời khỏi trong bất cứ hoàn cảnh nào. Được chưa? Vậy ta nhấn mạnh lên. In no circumstances are passengers permitted to leave. Được chưa? Và cũng giống như những cái trường hợp trước, thì trong cái cụm đảo ngữ, ta đã có phủ định rồi. Được chưa? Cho nên động từ ta đưa về khẳng định. Được ha? Ngoài ra chúng ta còn có no longer, không còn nữa, hoặc là nowhere, không ở nơi nào. Được chưa? Và cũng đảo ngữ như vậy, ta đưa trợ động từ lên trước, chủ ngữ rồi mới đến động từ. Ok ha? Tiếp theo đó chính là đảo ngữ với cụm so that và said that, quá đến nỗi mà. Ok? Công thức thứ nhất đó là ta đưa so lên trước và sau đó sẽ là tính từ hoặc là trạng từ. Tiếp theo đó là phần đảo ngữ, tức là ta sẽ đưa phần trợ động từ lên trước chủ ngữ và rồi mới đến động từ và đằng sau sẽ là một cái mệnh đề that. Được chưa? Ví dụ, he worked so hard that he forgot his lunch. Anh ta làm việc quá hăng say chăm chỉ đến nỗi quên cả ăn trưa. Được chưa? Vậy ta sẽ đưa cái cụm so hard lên trước ha. So hard và cái động từ worked đang chỉ quá khứ cho nên
ta sẽ đảo thành did he work, that he forgot his lunch. Ok. Trường hợp tiếp theo đó là khi mà bạn muốn nói về có quá nhiều, quá ít nhưng mà đi với danh từ thì chúng ta sẽ dùng so chứ không dùng such ha. Ví dụ, so many books did he buy that he couldn't read them all. Hoặc là anh ta đã mua quá nhiều sách đến nỗi anh ta không đọc hết được chúng. Được chưa? Phần tiếp theo đó là đảo ngữ với such. Thì thường á, sau such sẽ là đi với cụm danh từ đúng không? Tùy trường hợp nếu mà danh từ đếm được số ít thì sẽ có a hoặc là an. Vậy chúng ta sẽ đảo ngữ such lên trước rồi đến động từ to be. Được chưa? Be lên trước chủ ngữ là đảo ngữ đó các bạn ha. Ví dụ, it was such a boring speech that I got sleepy. Quả là một cái bài diễn văn buồn chán đến nỗi tôi buồn ngủ. Được chưa? Vậy ta đưa such was such lên trước, rồi đến be, đó là was a boring speech that I got sleepy. Được ha? Trường hợp tiếp theo đó là đảo ngữ với not only but also. Not only but also thì là không những mà còn. Not until hoặc là till tức là mãi cho đến khi. Và not once tức là không hề hoặc là chưa bao giờ, chưa lần nào. Vậy đối với not only but also thì ta sẽ đưa cái chữ not only lên trước rồi mới đến đảo ngữ của trợ động từ lên trước chủ ngữ. Ví dụ, he is not only good at English, but he can also draw well. Anh ta không chỉ giỏi về tiếng Anh mà còn vẽ cũng đẹp nữa. Được chưa? Vậy thì ta sẽ đưa not only lên trước. Vậy chủ ngữ ở đây là he's với is. Ta sẽ đổi lại thành is he. Ok? Vậy câu hoàn chỉnh như sau. Not only is he good at English, but he can also draw well. Ok. Trường hợp tiếp theo là đảo ngữ not until hoặc là till. Sau đó là then hoặc là later. Hoặc là một mệnh đề chỉ thời gian, adverbial clause or time. Rồi đến phần đảo ngữ. Ví dụ, I didn't know where I was until I asked a passerby. Tôi đã không biết mình ở đâu cho đến khi hỏi người qua đường. Được chưa? Vậy ta sẽ đảo ngữ như thế nào? Tức là trước đó thì không biết, nhưng mà sau khi hỏi rồi mới biết. Mãi cho đến khi hỏi người qua đường thì tôi mới biết. Được chưa? Vậy ta đưa not ha, lấy not ở trong cái chữ didn't ha, và until ở phía sau. Tức là not until I asked a passerby did I know. Did I know, đó là đảo ngữ từ động từ I didn't know. Được chưa? Didn't là lấy chữ not đưa lên thành not until. Và sau đó thì ta đảo ngữ thì mượn trợ động từ did. Thành ra là did I know where I was. Ok. Trường hợp cuối cùng, đảo ngữ của not once, không hề, chưa bao giờ hoặc là chưa lần nào. Được chưa? Ví dụ, not once did I leave my workbook at home. Chưa lần nào tôi để sách vở của tôi ở nhà. Ok. Phần đảo ngữ cuối cùng đó là đảo ngữ với here and there. Ta sẽ có cấu trúc như sau. Here comes, or there goes, cộng với danh từ. Được chưa? Ví dụ, here comes the bus. Here comes the bus. Hoặc là there goes the phone. Can you answer it? Thì đối với cấu trúc này thì chúng ta thường dùng để diễn tả những người hoặc là vật mà đang tiến lại gần chúng ta hoặc là đi xa. Được chưa? Tại vì bình thường là chúng ta là nói là the bus come here, đúng không? Bây giờ ta đổi chữ here lên trước ha? Here comes the bus. Ok. Bây giờ chúng ta cùng vào thực hành nhé các bạn. Do more than believe, practice. Ok. Question number 1. Learn during their sleep by listening to tape record. Ở đây chúng ta nhìn xuống, bốn đáp án đều thấy có trạng từ phủ định, đó là rarely, hiếm khi. Ok. Vậy ta xem câu A, people rarely can. Nếu mà đã dùng chủ ngữ đứng đầu thì đâu có đảo ngữ ha các bạn. Thế thì không được loại câu A. Còn phương án B và phương án D,
cô thấy lại đưa trợ động từ lên trên đầu câu. Nhưng mà đây lại không phải câu hỏi, cho nên cô sẽ loại luôn hai câu đó, được chưa? Vậy chỉ còn phương án C. Câu C đang có cấu trúc gì đấy các bạn? Rarely, đúng rồi, đảo ngữ rarely, đó là trạng từ phủ định, được chưa? Và sau đó can đứng trước rồi mới đến chủ ngữ là people. Ok, vậy phương án C, ok ha. Rarely can people learn during their sleep by listening to their tape records. Hiếm khi mọi người có thể học trong quá trình ngủ chỉ bằng nghe những cái bản ghi âm, được chưa? Ok ha. Number 2. At no time know the answer of the recognition. Ta thấy câu này có at no time đứng đầu câu. Đó là phần đảo ngữ của những từ có chữ no, đúng không? Vậy thì đảo ngữ tức là ta sẽ đưa trợ động từ lên trước rồi mới đến chủ ngữ. Vậy ta loại phương án A và C, đúng không? Tiếp theo, bạn nghĩ là phương án nào? Ta thấy phương án B là will the public, còn phương án D là do the public. Các bạn thấy the public ở đây thì không đếm được, cho nên chúng ta phải dùng trợ động từ số ít. Mà câu D thì dùng do thì không được rồi, đó là trợ động từ số nhiều, được không? Vậy ta loại luôn phương án D và ta chọn phương án B. At no time will the public know the result of their recognition. Nghĩa là không bao giờ công chúng sẽ biết kết quả của sự công nhận. Number 3. Only by booking in advance. Stay in the room you like. Only by, tức là đảo ngữ của cụm only. So only by thì sẽ có danh từ hoặc là cụm động từ verb in. Ở đây ta có booking in advance, đó là cụm động từ verb in, được chưa? Vậy sau đó sẽ đến phần đảo ngữ. Đảo ngữ thì sẽ đưa trợ động từ lên trước. Vậy trong bốn đáp án ta chỉ có một đáp án đảo ngữ, đó là phương án A. Ok. Only by booking in advance can you stay in the room you like. Chỉ bằng cách đặt trước thì bạn mới có thể ở căn phòng bạn thích. Number 4. Reptiles hunt at the temperatures of 120 degrees Celsius of below. Ok. Câu này thì các bạn chọn phương án nào? Ta có thể nhìn thấy ở phương án B và C, khi chúng ta đưa trợ động từ do hoặc là was lên đầu câu thì có thể là hình thành câu hỏi. Nhưng ở đây không có dấu chấm hỏi, tức là không phải câu hỏi, được chưa? Vậy ta loại hai phương án đó trước. Còn phương án D, khi bạn đưa trợ động từ seldom lên trước mà lại không có cấu trúc đảo ngữ, tức là sau đó chưa có trợ động từ, thì là sai, được chưa? Ta loại luôn phương án D. Vậy ta chọn phương án A. Seldom do reptiles hunt at temperatures of 120 degrees Celsius of below. Hiếm khi những loài bò sát lại săn mồi ở nhiệt độ 120 hoặc là thấp hơn. Ok. Number 5. No longer to do on her housework with her husband because our family now owns some new labor saving devices. Câu này bạn thấy người ta đưa no longer lên trước thì chúng ta sẽ dùng cấu trúc đảo ngữ, tức là so no longer sẽ cộng với trợ động từ rồi mới đến chủ ngữ, được không? Vậy đầu tiên ta loại phương án A, vì A chưa có đảo ngữ. B thì sao các bạn? Nếu mà ta đưa trợ động từ has lên trước thì sau đó động từ phải là verb ed, nhưng ở đây sau chỗ trống động từ là to do, với nguyên mẫu có to, không phải ha. Loại luôn phương án B. Phương án C được không? Khi đưa does lên trước thì động từ trả về nguyên mẫu là have, và sau have là have to. Vậy have to do nghĩa là phải làm gì đó, đúng không các bạn? À, vậy phương án này hợp lý, C hợp lý. Thế còn D thì sao? Đã dùng trợ động từ be là was thì động từ chính một là verb in, hai là verb by ed, chứ làm sao mà là verb gì hiện tại được. Ta loại luôn phương án D ha. Vậy ta có nguyên câu no longer does my mother have to do all her housework with her husband because our family now owns some new labor saving devices. Mẹ của tôi không còn phải làm tất cả các việc nhà cùng với chồng nữa bởi vì gia đình của tôi đã sở hữu một vài thiết bị tiết kiệm sức lao động. Number 6.
It was only then how much I owe to her. Okay. Ở đây, only then. Ở đây ta thấy cấu trúc it was only then. Vậy ở đây không phải là câu đảo ngữ, mà là câu trẻ nhấn mạnh, đúng không? Vậy cái phần only then là cái phần mình đưa lên trên để mà mình nhấn mạnh. Và câu trẻ thì có cấu trúc là it is hoặc là it was, đúng không? Cộng với thành phần nhấn mạnh, sau đó là lại từ quan hệ that, okay? Vậy ta chọn phương án B, okay? It was only then that I realized how much I owe to her. Chỉ sau đó tôi mới nhận ra tôi nợ cô ấy nhiều đến nhường nào, okay? Number 7. So many people been at work as today. Ở đây các bạn sẽ chọn phương án nào? Nếu mà phương án A in the past there never have, thì in the past thì chúng ta phải dùng quá khứ. Ở đây lại dùng have là không đúng, đúng không? Tương tự như vậy, phương án C, more than ever before, mà lại cộng với verb 3, thiếu, được không? Đâu có verb 3 đi một mình được. Và câu B, never before have. À, never tức là chúng ta đảo ngữ những cái trạng từ phủ định, đúng không? Tức là sau never cộng với trợ động từ là have, và sau đó là đảo ngữ so many people, rồi mới đến verb bay đi, đó là been. Ok, câu B hợp lý. Thế còn câu D thì sai làm sao? Formerly there never were. Đã có động từ to be là were mà còn có verb 3 là been nữa. Không được, được chưa? Ta loại luôn. Vậy ta chọn phương án B. Never before have so many people been at work as today. Chưa bao giờ có quá nhiều người thất nghiệp như bây giờ. Number 8. Continental crust older than 200 million years. Ở đây ta thấy phương án A, it is nowhere there. Vậy thì nếu mà các bạn dùng it is và đưa lên trước để nhấn mạnh nowhere, thì đây giống như câu trẻ, thì câu trẻ phải có that, đúng không? Nhưng ở đây không có that, thiếu. B, nowhere either, tức là đảo ngữ nowhere, đúng không? Tức là nowhere lên trước, sau đó đến trợ động từ, đến chủ ngữ, rồi đến động từ. Vậy thì nowhere nè, sau đến is, rồi mới đến chủ ngữ the continental crust, đúng không? Vậy thì câu này hợp lý, phương án B. Thế còn C với D thì sai thế nào các bạn? Nếu mà đưa động từ lên trước thì phải là câu hỏi. Đây có phải là câu hỏi đâu. Được chưa? Ta loại luôn cả C và D. Ok? Nowhere is the continental crust older than 200 million years. Không nơi đâu mà lớp vỏ lục địa nhiều hơn 200 triệu năm. Ok? Number 9. Not only in the field of psychology, but animal behavior is examined as well. À, ở đây ta thấy đầu câu là not only. Và not only đứng đầu câu hiển nhiên là đảo ngữ. Vậy sau not only sẽ là trợ động từ rồi mới đến chủ ngữ. Vậy ta loại phương án A và D, đúng chưa? Tiếp theo là sẽ là trợ động từ đến chủ ngữ. Vậy ta loại luôn phương án C, bởi vì phải chủ ngữ trước rồi mới đến chữ studied. Ta loại luôn câu C ha. Vậy ta chọn phương án B. Not only is human behavior studied in the field of psychology, but animal behavior is examined as well. Tức là không chỉ có hành vi của loài người được nghiên cứu, mà hành vi của động vật cũng được kiểm chứng. Number 10. Further, prior thing to occur, the government would be forced to use emergency powers. Ở đây cô thấy further prior thing đó là cụm danh từ, đúng chưa? Và đằng sau đó là động từ to occur. Động từ nguyên mẫu có to. Thế bạn nghĩ bốn đáp án thì từ nào sẽ đi với to verb? Phương án A, đúng chưa? Vì nếu mà là be thì sau đó phải động từ nguyên mẫu. C
thì phải là verb buy, đúng không? Buy đi, should thì sẽ là verb nguyên mẫu luôn. Vậy ta chọn phương án A, were, được chưa? Were further pricing to occur, the government would be forced to use emergency powers. Nếu mà có thêm bạo loạn xảy ra thì chính phủ sẽ buộc phải sử dụng những cái quyền hạn khẩn cấp, được chưa? Và nói thêm là các bạn sẽ thấy câu này là câu đảo ngữ, câu điều kiện loại số, số 2, được chưa? Cho nên nó mới có were đưa lên trước và trả động từ về nguyên mẫu có to. Ok? Ok, now it's time for you to practice. Ok, let's practice on your own. Các bạn hãy dừng video clip lại để làm những cái bài tập trắc nghiệm sau nha. Hãy chọn những cái đáp án đúng nhất, ok, hợp lý và phù hợp với kiến thức câu đạo ngữ, được không? This is the question from number 16 to 20. And this one, the question from 21 to 25. Các bạn làm bài như thế nào rồi? Ổn không nào? Ok, chúng ta cùng kiểm tra đáp án của các bạn nhé. Let's check the answers. Number 11. Then what I know today, I would have saved myself a lot of time about troubles over the years. Ở đây, các bạn chọn phương án nào? Cô thấy ở vế sau ta có would have saved. Đó là một vế chính của câu điều kiện loại số, số 3. Ok. Và để đáp ứng câu điều kiện loại 3 thì chỉ có một đáp án duy nhất thôi. Đó là phương án 8. Và khi đó nó đang đảo ngữ, đúng không? Had I known. Đảo ngữ. Được chưa? Vậy ta chọn phương án A. Had I known, then what I know today, I would have saved myself a lot of time about troubles over the years. Nếu lúc đó tôi biết những gì tôi biết hôm nay, tôi sẽ tiết kiệm được rất là nhiều thời gian về những cái vấn đề này xuyên suốt mấy năm qua. Ok. Number 12. Only because she had to support her family to leave school. Ở đây bạn thấy only because, đúng không? Vậy thì có phải là đã đảo ngữ chưa? Vậy thì sau only because ta sẽ cộng với clause, một mệnh đề, và sau đó sẽ là trợ động từ, tức là cái phần đảo ngữ. Ta sẽ đưa trợ động từ lên trước rồi mới đến chủ ngữ động từ. Vậy cô sẽ loại phương án A và phương án D. Ok, nó không thỏa mãn ha. Rồi, vậy thì chọn phương án B hay C đi các bạn? Vì là phải hỗ trợ gia đình, đúng không? Cho nên Alice phải quyết định nghỉ học. Được chưa? Vậy thì had to support chia quá khứ, cho nên ta cũng dùng quá khứ luôn. Vậy ta chọn phương án B. Ok. Only because she had to support her family did Ellie decide to leave school. Vì phải hỗ trợ gia đình nên Alice phải quyết định nghỉ học. Number 13. Here, some accounts that you must check. Đảo ngữ của here, đúng không? Đảo ngữ của here cho nên theo sau đó, bạn thấy some accounts, đó là nguyên từ số, số nhiều, đúng không? Vậy, ta chọn phương án A hay C? À, A, B hay C? B, bởi vì đằng sau là that you must check, tức là hiện tại, được chưa? Vậy ta chọn phương án B. Here are some accounts that you must check. Ok. Ở đây chúng ta nhắc lại này, không dùng were, phương án C đó, là vì câu đang trong quá trình nói, đúng không? That you must check, tức là hiện tại. Ok. Number 14. Hardly asleep when the phone wake him up. Ok. Ở đây các bạn chọn phương án nào? Ta thấy hardly
cấu trúc đạo ngữ, đúng không? Hotly, sau đó đến trợ động từ had, rồi đến chủ ngữ và verb by đi, đúng chưa? Rồi mới đến when, được chưa? Và mệnh đề đằng sau when ta chia quá khứ đơn. Vậy ở đây bạn xem coi trong 4 đáp án thì câu nào hợp lý nhất? À, phương án đi, đúng rồi. Hardly had the doctor fallen asleep when the phone woke him up. Được chưa? Tức là bác sĩ vừa mới ngủ thì chiếc điện thoại đã đánh thức anh ta dậy. Vừa mới thì. Number 15. Resigned, he would have been forced to sack him. Câu này, cô cũng thấy would have been, đó là câu điều kiện loại số. Số 3. Được chưa? Và đảo ngữ, không thấy chữ if tức là đảo ngữ. Đảo ngữ là đưa trợ động từ had lên trước, rồi đến chủ ngữ. Vậy thì, có not nữa thì đưa not đằng sau chủ ngữ, đúng không? Vậy không thể là phương án B được, được chưa? Vậy ta chọn phương án A, ok? Had he not resigned, they would have been forced to sack him. Nếu anh ta không từ chức, chúng tôi buộc lòng phải sa thải anh ta. Ok. Number 16. No sooner had he sat down to lunch, there were a knock at the door. Đây là cấu trúc đảo ngữ của no sooner. Sau no sooner đảo ngữ đúng không? Sau đó nối cái gì các bạn? No sooner than. Để cho ta chọn phương án D. Ok. No sooner had he sat down to lunch, then there was a knock at the door. Anh ta vừa mới ngồi xuống ăn trưa thì có một tiếng gõ cửa. Ok. Number 17. So surprised at the news that he couldn't say anything. Ở đây các bạn chọn phương án nào? Cô thấy người ta đưa so surprised, đạo ngữ so lên trước ha, để về tính từ, đúng chưa? Vậy sau đó ta sẽ đưa trợ động từ lên rồi mới đến chủ ngữ. Vậy trợ động từ thì ta có phương án A, C và D. Được chưa? Ta loại phương án B. Đây. Thế các bạn thì chọn phương án nào? Ta sẽ loại thêm phương án D. Bởi vì khi dùng trợ động từ did thì động từ sẽ trả về nguyên mẫu. Ở đây became chưa có trả nguyên mẫu. Rồi. A với C khác nhau là hiện tại và quá khứ. Theo bạn thì hiện tại hay quá khứ? Đằng sau chữ couldn't kìa. Couldn't là quá khứ, ta chọn quá khứ. Vậy phương án A. So surprised at the news did he become that he couldn't say anything. Quá ngạc nhiên trước cái tin tức, đến độ anh ta không nói nên lời. Ok. Number 18. At work, goes to the bed before midnight. Các bạn chọn phương án nào? At work là chủ ngữ, đúng không? Ở đây thì chúng ta sẽ chọn trạng từ nào đây? Đã hardly rồi thì không có never, tại vì hai cái đó đều mang nghĩa là hầu như không, tức là không bao giờ, đúng chưa? Seldom never, cũng vậy, tương tự như vậy, đã hiếm khi rồi cũng không đi với never nữa. Vậy ta chọn hardly ever hay là almost ever? Hầu như không bao giờ đó các bạn. Chỉ có hardly ever. Được chưa? Vậy ta chọn phương án C. Edward hardly ever go to bed before midnight. Edward hầu như không bao giờ đi ngủ trước nửa đêm. Number 19. Never in my life such a beautiful sunset. Never, trạng từ phủ định. Vậy khi trạng từ phủ định đưa lên đầu câu thì ta sẽ đảo ngữ, được chưa? Vậy đảo ngữ thì loại phương án A và B vì chưa có đảo ngữ, được chưa? Vậy các bạn sẽ chọn là C hay D? Nó khác nhau về thì đó các bạn. Chưa bao giờ trong đời tôi thấy một cái buổi hoàng hôn nào tuyệt đẹp như vậy. Tức là đó giờ chưa thấy, đúng không? Vậy thì sự việc đã xảy ra đằng trước tới bây giờ thì ta sẽ chọn thì
hiện tại, hoàn thành, được chưa? Không có dùng hiện tại đơn. Vậy ta chọn phương án C. Never in my life have I seen such a beautiful sunset. Number 20. Only if these conditions are fulfilled to the next stage. Bạn thấy only if đưa lên trước, đưa lên đầu câu, tức là đảo ngữ, đúng không? Only if, chỉ khi. Sau đó ta sẽ cộng với mệnh đề và đến phần đảo ngữ. Vậy thì đảo ngữ thì ta sẽ đưa trợ động từ lên trước. Ta loại phương án B và C. Chưa có đảo ngữ đúng không? Rồi. Vậy các bạn chọn A hay là D? Nếu mà là D, D application là danh từ số ít thì trợ động từ phải dùng does chứ đâu dùng do được, đúng không? Vậy ta chọn phương án A, bởi vì so can thì động từ mới nguyên mẫu, ok? Only if these conditions are fulfilled can the application proceed to the next stage. Ok, chỉ khi các điều kiện này được đáp ứng thì cái ứng dụng mới có thể tiến hành giai đoạn tiếp theo. Ok. Number 21. In no circumstances on campus. Ở đây in no circumstances đó là đảo ngữ, đúng không? Vậy sau đó ta sẽ dùng trợ động từ. Vậy loại phương án C và D. Trợ động từ là should thì sau đó sẽ là chủ ngữ chứ không phải động từ. Loại luôn phương án B, ta chọn phương án A. In no circumstances should smoking be allowed on campus. Tức là trong mọi trường hợp thì việc hút thuốc không nên được cho phép ở trong khuôn viên trường học. 22. Anything suspicious arise, please let me know at once. Ở đây các bạn chọn phương án nào? Đằng sau please let me know as one, nó là biến thể của câu điều kiện loại 1, đưa vào câu mệnh lệnh. Vậy thì đằng trước nó đang ở dạng đảo ngữ. Vậy đảo ngữ của câu điều kiện loại 1 thì chúng ta mượn mượn should và động từ trả về nguyên mẫu arise. Vậy ta chọn phương án A ha. Should anything suspicious arise, please let me know at once. Nếu mà có bất cứ điều gì đáng ngờ phát sinh thì xin vui lòng cho tôi biết ngay lập tức. Number 23. Above the fireplace, a portrait of Lenin. Ok, ở đây above the fireplace đó là một cái cụm trạng ngữ chỉ nơi chốn, được chưa? Vậy khi đảo ngữ lên thì cũng giống như là here với there rồi đó, thì ta sẽ đảo ngữ, được chưa? Vậy ta chọn phương án nào? Chủ ngữ là a portrait of Lenin, cho nên phải là động từ to be, tức là ở trên lò sưởi là bức chân dung của Lenin, được không? Vậy ta chọn phương án A. Above the fireplace is a portrait of Lenin. Number 24. Our interference with the environment decreases. Will more species survive? Ở đây các bạn chọn phương án nào? Ở đây cô thấy will more species survive, tức là đang có dạng đảo ngữ. Vậy thì để đảo ngữ được cái vế này thì chúng ta sẽ dùng nào các bạn? Chỉ có only when, đúng chưa? Vì A thì chỉ là câu điều kiện thôi, when là khi và even if là một cái liên từ, thậm chí khi mà, đúng không? Cho nên là chúng ta không có đảo ngữ với ba trường hợp đầu tiên, chỉ có câu D, only when. Okay? Only when our interference with the environment decreases will more species survive. Tức là chỉ khi sự can thiệp của con người với thiên nhiên giảm đi thì mới có nhiều loại tồn tại được. Number 25. That I was speaking to people as important as Professor Sims. Bạn chọn phương án nào? Ở đây có was speaking là quá khứ, thì ta cũng dùng phần quá khứ, đúng chưa? Vậy quá khứ thì chỉ có phương án B và C. Và khi bạn đưa little lên thì bạn phải đảo ngữ, được chưa?
Vậy thì phải đưa cho động từ trích lên trước, rồi đến chủ ngữ, động từ trả về, nguyên mẫu, ta chọn phương án B. Little did I know that I was speaking to someone as important as Professor Sims. Tôi hầu như không biết rằng tôi đã nói chuyện với một người quan trọng như giáo sư Sims. Ok? Rồi, các bạn đã làm được bao nhiêu câu? Có đúng nhiều không? Rất là tốt. Wow, well done. Thank you. Hôm nay các bạn làm tốt lắm. Thanks for your attention. Hôm nay các bạn làm rất là tốt ha. Cảm ơn các bạn. Buổi học của chúng ta hôm nay tạm dừng nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.